Tiếp xúc Phật Pháp có thể không biết Việc dối trá này mỗi ngày đều mắc nơi miệng Sau khi học Phật đã được sáng tỏ Thấy rõ ràng Phải kiên quyết giữ lời dạy của Như Lai Không nội dối Ngũ giới là đại giới căn bản Bốn giới đầu gọi là tánh tội Không kể quý vị trì giới hay không Đã phạm là có tội Giới cuối cùng là giá tội Giá tội là gì? Thọ giới phạm phải là có tội Chưa thọ giới phạm phải quý vị không có tội Đó là uống rượu nó không thuộc tánh tội tại sao phật đưa giới uống rượu nặng như tánh tội liệt nó vào giới nặng chúng ta phải hiểu nguyên nhân uống rượu không có tội sau khi say thường tạo tội nghiệp sẽ tạo tất cả những tội Giết trộm dầm dối trước đó Tại sao đầu óc họ không còn tỉnh táo nữa Trong ai lại già đã sẵn hạt giống ác Có duyên bên ngoài nó sẽ hiện hành Nguyên nhân ở chỗ đó Bởi thì Phật dạy mọi người không được uống rượu Là để ngăn chặn việc phạm tội vì thế điều này gọi là giá giới Bản thân không có lỗi Nhưng sau khi say quý vị sẽ phạm những tội khác Tội lỗi sẽ rất nặng Hiện thần xa lánh quý vị Bởi quý vị tạo nghiệp miệng quá nặng Quý vị xem ở trong nhà Phật Quý vị thọ tam quy Trong kinh nói rất rõ ràng Người đã thọ tam quy Sẽ được 36 vị thần hộ pháp Ngày đêm bảo vệ Phi nhân là ai Oán thân trái chủ Yêu ma quỷ quái Không dám đến gần Quý vị đã có thần hộ pháp Quý vị Thọ một điều trong ngũ giới sẽ có năm vị thần hộ pháp họ cả năm giới có hai mươi lăm vị thần hộ pháp có ba mươi sáu vị thần hộ pháp ngày đêm bảo vệ quý vị sẽ không gặp những tai nạn quý vị là người như kinh phật đã nói thiện nam tử thiện nữ nhân Thật sự tâm thiện hành thiện Những oán thân trái chủ từ quá khứ Đời này đang bám trên thân Họ sẽ lánh xa Tại sao không còn làm hại Để quý vị thành tựu việc tu hành Thành tựu của quý vị họ sẽ thơm lây Tại sao tất cả những người này là chúng sinh có duyên với quý vị Thành Phật rồi Nhà Phật thường nói Phật không độ người vô duyên Đây là những người có duyên với quý vị Là đối tượng để độ chúng sanh Bởi thì họ mong bạn sớm thành Phật Sớm đến độ họ Không ngăn trở quý vị Nếu học Phật một cách giả tạo Lấy danh hiệu học Phật Phá giới phá luật Thân hộ Pháp sẽ đi hết Thân hộ giới cũng đi Những oán thân trái chủ của quý vị Đều áp vào thân để quấy rầy quý vị Họ đến báo thù Họ không để quý vị thoải mái Thân tâm đều chịu khổ Thân thể mang bệnh hoạn Tâm lý chịu phiền não Lo nghĩ bức bội Thân tâm không an Tất cả là oán thân trái chủ tìm đến Không có oán thân trái chủ Làm gì có chuyện đó Những chuyện nhỏ này Thường xảy ra trong đời thường Tự hồ không ngày nào thoát khỏi Chúng ta không tìm ra nguyên nhân Cho rằng thân thể không tử Tìm thầy thuốc kiểm tra không vấn đề Rất bình thường Tìm bác sĩ tâm lý cũng không vấn đề gì Không học Phật không hiểu được Khi học Phật rồi mới hiểu nếu chúng ta muốn giữ gìn sức khỏe Vì tu học đều bình thường Phải làm sao? Đem những công đức tu hành của mình Hồi hướng để họ cùng hưởng Họ vui vẻ liền không gây khó nữa Quý vị dùng tâm thanh tịnh để học Phật Dùng tâm thanh tịnh tu trì Dùng tâm thanh tịnh để sống Xử lý những việc hàng ngày đối nhân xử thế Họ rời xa ngay Chúng ta ở trong đạo tràng Trong giảng đường, trong niệm Phật đường Thấy được bao nhiêu người niệm Phật đang nghe kinh tinh thần ủ rũ không phấn chấn, thấy họ thế nào mệt mỏi, cho thì họ rất đau khổ, họ không thoải mái, tinh thần không phấn chấn đều là oán thân trái chủ chúng ta hiểu được chân tướng sự thật <laughs> quan sát trong đời sống hàng ngày quý vị sẽ tìm ra câu trả lời những ai có nhiều oán thân trái chủ họ sống rất mệt sống rất khổ sợ những người nào oán thân trái chủ ít thương họ sẽ rất nhẹ nhàng rất hoạt bát không thể nhìn nhầm